Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình làm bánh quy bơ đậu phộng nha. Món bánh thơm béo với màu nâu nhạt đặc trưng nè. Bên ngoài thì giòn, bên trong mềm, xốp. Mà cách làm thì rất đơn giản luôn, không tốn nhiều thời gian nữa. Nếu các bạn nào thích món bánh quy bơ đậu phộng này, xin mời cùng làm với mình nha. Để làm cho phần bánh này thì mình sử dụng đây là 120g bơ lạc. Bơ lạc này là bơ từ sữa, bơ nhạt, bơ không muối nha các bạn. Và mình sử dụng thêm là 120g đường. Cái món bánh này nó sẽ có màu nâu nhạt nên thường là người ta sẽ sử dụng đường nâu. Mình không có đường nâu thì mình sử dụng đường đen. Mình sử dụng là 60g đường đen và 60g đường trắng mình trộn lại. Các bạn cũng có thể sử dụng đường trắng không cũng được. Nhưng mà khi mà thành phẩm bánh nó sẽ không có màu nâu nhạt đặc trưng. Và mình sẽ dùng phới lòng á, mình trộn cho cái phần đường và bơ này nó đều với nhau trước nha các bạn. Cái phần bơ á, các bạn nên để ra ngoài ở nhiệt độ phòng á, cho nó mềm á, thì mình sẽ dễ trộn với đường hơn. Khi phần bơ và đường nó đã đều với nhau rồi, mình cho vào đây là 120g, cái này là bơ đậu phộng. Mình sử dụng 120g luôn. Cái loại bơ mình mua này các bạn. Mình cho hết vào đây nha. Tiếp tục mình dùng phới lòng mình trộn đều lên một lần nữa. Khi cho phần bơ đậu phộng vào và mình đã trộn đều rồi á, thì mình sẽ cho đây một cái trứng gà. Trứng gà các bạn nên đập ra cho vào một cái chén trước rồi mình hả cho mình mới cho vào trong phần này nha. Để lỡ trứng gà nó có hư á thì mình còn chữa kịp, chứ mình cho vào đây luôn là nó hư luôn cái phần bơ của mình. Nè, mình đập ra ngoài chén ngoài xong mình kiểm tra mình mới cho vào. Tiếp tục mình sẽ khuấy đều luôn. Các bạn cũng có thể cho tất cả nguyên liệu vào một lần rồi mình trộn luôn cũng được, nhưng mình khuyên các bạn nên cho từ phần giống mình như nè thì mình dễ khuấy hơn nha. Mình khuấy phần bột nó dễ đều hơn là cho một lần rất là khó làm luôn. Khi cái phần này đã đều rồi nè, là mình cho vào đây là 200g, cái này là bột mì đa dụng. 200g bột mì đa dụng mình sẽ cho vào đây là 3g bột nở. Bột nổi các bạn, bột baking powder. Mình cho vào đây mình trộn trước. Mình trộn đều hai phần với nhau trước xong mình cho vào rây á, mình rây vào cái hỗn hợp bơ mình đã trộn trước lúc nãy đó. Sau khi mình đã rây hết cái phần bột vào đây nè, mình dùng phới dẹt á, mình trộn đều cái phần này, mình trộn đều với nhau cho nó thành một khối đồng nhất nha, mà nó khi nào mà các bạn không còn thấy cái phần bột trắng nữa là được. Khi mà cái hỗn hợp này mình vừa trộn xong á, nó còn rất là mềm luôn, rất là khó để mình nắn bánh. Mình sẽ đậy nắp hoặc là dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại và mình cho vào tủ mát á, ngăn mát tủ lạnh á, từ 15 đến 20 phút. Nó sẽ hơi cứng lại á, mình dễ nắn bánh hơn nha. Và đây là cái phần bọc bánh mình để trong tủ mát được 20 phút rồi này các bạn. Do có phần bơ mình để trong tủ mát chừng 15-20 phút đó, phần này nó sẽ cứng lại, nó hơi cứng lại mình dễ vo viên hơn. Và các bạn rửa tay sạch đó, mình vo viên chứ mang bao tay nó rất là khó làm luôn. Các bạn có thể dùng cái muỗng á, mình múc từng phần bằng nó vừa vừa vậy nè, mình vo tròn lại. Cũng không nên làm cái bánh to quá nha các bạn.
Với lượng nguyên liệu này mình làm được khoảng từ 30 tới 35 cái bánh đó các bạn. Cái khay nướng thì mình chuẩn bị mình lót sẵn một miếng giấy nến luôn. Vo viên xong mình để lên đây. Cho mình để từ viên nó sẽ hơi rời ra nha. Một tí nữa mình còn tạo hình cái bánh nó dẹt xuống nữa. Và nướng nó cũng nở ra nữa các bạn. Khi vo viên xong á, mình dùng một cái nĩa để mình tạo hình bánh. Mình chỉ cần ấn nhẹ là được thôi. Ở khi mình ấn cái nĩa xuống mà cái dòng rìa bánh nó có nứt ra cũng không sao đâu nha các bạn. Nếu mà cái nĩa nó dính vô cái phần bột quá thì các bạn có thể nhúng cái nĩa vào trong một ít bột mì á. Mình chuẩn bị một chén bột mì, mình nhúng cái nĩa vào thì nó sẽ đỡ dính cái nĩa hơn. Và cứ vậy mình sẽ tạo hình cho hết cái phần bánh này nha. Nếu mà cái khay nướng các bạn á, mà mình nướng không hết cái phần bột mình đã chuẩn bị á, thì mình vo viên bao nhiêu còn bao nhiêu mình đậy lại, mình cho vào ngăn mát mình để đó. Mình sẽ tạo hình này mình cho đi nướng trước. Rồi xong rồi mình sẽ lấy ra mình làm tiếp nha. Khi đã tạo hình xong á, thì mình cho vào lò nướng mình nướng luôn. Lò nướng các bạn nên khởi động trước 15 phút nha. Và phần bánh này mình sẽ nướng từ 170 đến 180 độ C. Từ 12 tới 15 phút nó sẽ tùy lò nó khác nhau nha các bạn. Lò nướng nhà mình là mình nướng 170 độ C 15 phút là bánh vừa ok luôn các bạn. Và đây là phần bánh mình đã nướng xong nè. Khi mà mới vừa tắt lò mình lấy ra thì bánh sẽ còn hơi mềm, còn khi còn nóng á bánh sẽ còn hơi mềm. Các bạn để một tí nữa nó nguội á thì bánh sẽ cứng lại nha. Bánh này nướng lên rất là thơm luôn các bạn, nó thơm cả nguyên một gian bếp luôn. Bánh khi để nguội á, bên ngoài giòn nè, bên trong xốp, rất là thơm mùi bơ đậu phộng luôn. Nếu các bạn mà thích cái mùi hương vani á thì trong lúc trộn bột mình có thể cho một ít vani. Nhưng mà theo mình thì mình thấy là không nên cho vani, thì vani nó sẽ át cái mùi bơ đậu phộng á. Vậy là chia sẻ cách làm bánh quy bơ đậu phộng của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nhớ cho mình xin ý kiến ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Thân Food. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn công thức cũng như cách làm bánh quy bơ vị trà xanh dễ dàng thành công nhất luôn nha. Bánh có màu xanh bắt mắt hấp dẫn nè, giòn xốp, đặc biệt rất là thơm bơ và thơm vị trà xanh nữa. Và cách làm thì vô cùng đơn giản luôn. Vậy làm như thế nào thì xin mời cùng vào bếp với mình nha. Đầu tiên mời các bạn cùng tham khảo qua thành phần cũng như định lượng nguyên liệu mình có ghi trên phần phụ đề á, và mình cũng có đính kèm trong phần mô tả, nếu cần mời các bạn vào tham khảo nha. Và mình sử dụng đây là 150 g bơ nhạt, là bơ không muối các bạn. Và mình đã để nhiệt độ phòng cho nó mềm nè. Lưu ý các bạn là phải để nhiệt độ phòng cho nó mềm chứ không được đun cách thủy hoặc là cho vào lò vi sóng gì hết nha. Và mình sử dụng cái phới dẹt nè, mình tán nó ra để tí nữa mình dễ đánh bông lên á. Phần bơ này mình đã lấy ra khỏi tủ lạnh hơn 1 giờ rồi các bạn, nó sẽ tự mềm vậy nè. Và mình sử dụng đây là 90 g đường. Đường là đường bột nha. Nếu không có đường bột á, đường cát các bạn cho vào máy xay mình nên xay nhuyễn. Mình dùng đường xay. Thì mình cho vô đây khoảng một nửa trước nè.
dùng phới đảo sơ để khi mình đánh nó không bị văng á. Giờ mình dùng máy đánh trứng mình đánh bông cái này lên. Không có máy đánh các bạn dùng phới lòng mình đánh bằng tay cũng được nha, chỉ là nó hơi lâu hơn thôi. Khi đánh thấy cái phần bơ và phần đường nó trộn đều nè là mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vào luôn. Tiếp tục dùng phới mình đảo sơ, chủ yếu để cho mình cho máy đánh và nó không bị văng phần đường này các bạn. Và mình sẽ cho máy và mình đánh tiếp, mình đánh cho bông phần bơ này lên luôn. Cái phần bánh 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 quy này nè mà nó thành phẩm á, nó xốp là nhờ mình đánh bông ở phần bơ này đó các bạn. Mình đánh khi nào mà phần bơ nó chuyển qua màu vàng nhạt là được. Nó bông lên nè và nó chuyển qua màu vàng nhạt là được rồi. Này các bạn thấy không? Phần bơ đã chuyển qua màu vàng nhạt nè, giờ nó đã bông lên rồi đó. Và tiếp tục mình sẽ cho vào đây là một cái lòng trắng trứng gà. Các bạn chỉ nên lấy lòng trắng thôi nha, mình không lấy trong lòng đỏ. Và mình sử dụng khoảng 2 muỗng canh whipping cream, khoảng 20 ml đó các bạn. Nếu mà không có whipping cream các bạn có thể sử dụng sữa tươi cũng được nha. Mình đảo sơ tiếp tục mình cho máy vào mình đánh đều cái phần này nữa. Có một điều mình quên lưu ý các bạn là khi mình dùng máy đánh này nè, từ đầu đến cuối luôn là mình chỉ dùng ở cấp độ thấp nhất nha. Mình không đánh ở cấp độ cao nha các bạn. Và mình sẽ đánh phần này khoảng một vài phút, khi nào mà thấy cái này nó hòa quyện với nhau hết là được. Trong lúc đánh này các bạn cũng nên dùng cái phới á, mình vét ở bên thành đâu á để mình đánh phần này nó đều nha. Thêm một lưu ý nữa là mình phải đánh bông cái phần bơ và đường trước rồi mình mới cho cái phần trứng và whipping cream vào sau nha các bạn. Mình không cho vào một lượt mình đánh nha. Khi hỗn hợp này đã mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Mình để qua một bên mình đi giới thiệu các bạn cái phần bột nè. Bột mình sử dụng bột mì đa dụng 190 g. Giờ mình sử dụng là 8 gram bột trà xanh. Mình sẽ trộn cái phần bột trà xanh vào phần phần bột mì này luôn. Rồi mình mới rây vào cái phần hỗn hợp bơ mình đã chuẩn bị. Nè, mình sẽ cho vào đây, mình rây vào đây. Mình rây trước khoảng 50% thôi các bạn, một nửa lượng bột này thôi để mình dễ dễ trộn cái phần bột và bơ này nè. Các bạn nên cho qua rây nha, để tránh những cái phần bột bị vón cục nè. Dùng phới mình đảo sơ rồi mình cho máy vào mình đánh tiếp. Nếu mà không có máy đánh các bạn dùng phới lòng mình đánh vẫn ok nha, không có sao hết. Chỉ là nó hơi lâu hơn thôi, mình nhớ là đánh ở cấp độ thấp nhất, mình đánh cấp độ cao nó văng tùm lum luôn á. Khi thấy hỗn hợp này nó đều sơ rồi nè, mình tiếp tục mình rây hết phần bột còn lại. Dùng phới đảo sơ lên rồi tiếp tục mà mình đánh cho cái hỗn hợp bột này ra nó đều hết với nhau. Trong lúc đánh là thỉnh thoảng bạn các bạn dùng cái phới mình vét cái thành đâu nha để cho nó đều phần bột và bơ đó. Khi thấy cái hỗn hợp này nó mịn màng rồi nè, giờ nó đều nè,
Lúc này mình sẽ trộn bằng cái phới, mình không đánh nữa. Mình dùng phới mình vét, mình đều, mình trộn nè. Các bạn làm như mình vậy đó. Mình vét và mình hơi quết nhẹ giống như là mình quết chả cá vậy đó. Khoảng một vài phút cho cái phần này nó mịn màng dẻo mịn là được nha. Công đoạn này các bạn đừng nên bỏ qua nha. Như là phần bọc bánh mình chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Để chuẩn bị cho phần bắt bánh mình sử dụng hai cái túi bắt bông kem nè. Cái chui thì tùy tùy các bạn chọn chui bắt nào cũng được, mình có cái nào mình dùng cái nấy. Mình cho một cái vào, một túi vào cái chui trước nè. Còn một túi mình cho vào cái ly hoặc là cái ca gì cũng được. Để cho mình dễ múc cái phần bọc bánh vào á. Chuẩn bị xong thì mình cho phần bọc bánh vào trong đây luôn. Cho vào rồi thì mình lồng cái phần cái túi có kem này, mình lồng qua cái túi mà mình đã chuẩn bị có cái chui lúc lúc nãy đó. Và để chuẩn bị cho phần bắt bánh á, các bạn sẽ sử dụng một cái giấy nến nha, mình lót ở trên cái dĩa nướng á, và mình tạo hình thì tùy thích. Mình thì không phải chuyên nghiệp làm bánh cho nên mình bắt là mỗi cái bông nó không có bông nào giống bông nào luôn, các bạn đừng cười nha. Và mình cũng lưu ý các bạn là mình không nên tạo hình cái bánh nó có hình đứng cao quá nha, bởi vì khi nướng á, loại bánh này khi nướng á, nó sẽ bị chảy xuống á, thì cái bánh nó sẽ rất là xấu luôn á. Và lò nướng thì các bạn cũng nên khởi động trước 15 phút nha. Mình nướng ở 170 độ C. Trong vòng 20 phút nó sẽ tùy lò nó sẽ dao động. Nếu lần đầu nướng thì các bạn nên canh. Nó sẽ từ 20 phút cho tới 25 phút. Khi nào các bạn thấy mà cái đế, cái chân bánh á, nó có hơi vàng vàng xém là được. Và đây là mẻ bánh mình đã nướng xong nè. Có màu xanh rất là đẹp luôn. Cái chân bánh nó hơi ngả màu là được nha các bạn. Các bạn đừng có nướng lâu quá nó sẽ bị chuyển màu ở phần trên luôn. Bánh rất là giòn xốp. Vị ra rất thơm mùi bơ nè, thơm mùi trà xanh nữa, rất là ngon luôn các bạn. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử món bánh này nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.